Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới để tam bảo, để vân chữ hành theo, để được sự lợi ích. Đức Ti Giam Pi Ma Giang Phạm Tê, Vi Sùng Vi Sùng Vá Khả Mát Thà Giá Ti Sá Rê Nè Na Sá Há Phạm Chá Si La Ni Gia Chà Má. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới để tam bảo, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam pi mayam phan te visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasi la niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Hải Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Thải Ya. Trước tiên kính lễ Trư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những đức nam mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý cô chú nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Đăng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Mong Sa Đăng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng Khăn Sa Đăng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ Chi Yam Vi Bụt Đăng Sa Đăng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Lô Chi Yam Vi Đấm Măng Sa Năng Ca Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Lô Chi Yam Vi Sang Tăng Sa Năng Ca Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Chi Yam Vi Bụt Đăng Sa Năng Ca Chá Ha Mi, con đem hết lòng kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Yam Vi Đấm Măng Sa Năng Ca Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Yam Vi Sang Khăn Sa Năng Ca Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bhutang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Mang Sacchami, con đem hết thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam Pi Bhutang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam Pi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam Pi Bhutang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam Pi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ Saranagahanam Nithi Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phàn tê, dạ xin vâng. Ba na chi ba ta, về làm ở đây sẽ khao bất năng tham ma bị giam bị. Con xin ban nhiều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na, về làm ở đây sẽ khao bất năng tham ma bị giam bị.
Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa suy công cấp Kam mê su mi cha cha ra Quê ra mạng ni sĩ cao bất năng sa ma đi dạ mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa suy tà hạnh Mụ sa hoa đa Quê ra mạng ni sĩ cao bất năng sa ma đi dạ mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura mê ra yam a cha pa mai đa tha na Quê ra ma ni si ka pa răng sa ma yam Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và các chất sai Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura Merayama Chappamadatthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Banh Chasika Badhani Sya Thukang Katoan Bama De Nani Chakarang Samarakitabang Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phát năm nguyện giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sì lê na su ca tin yon ti sì lê na phu ca sam bát đai sì lê na nu ca tin yon ti ta su mai sì lăng vị số tha ye các chúng sanh nơi sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải lắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamange na wande hang pa da pang sung varu tamang putte yo kalito do so puto kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang thamman cha duvi thang varang thamme yo khalito do so thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang hang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang ho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sharaming me Buddha se tho sari Buddha cha da khi ne wa mang se mok la la no pula to vida can ta yang bat chi me mama anando khi na sa wa cha don di sa samanta lo ka ba la ching da de wa sa pam ma kai te sang anu pa we na sa be pha ya u bat da wa ne ka an ta ra ya pi vi na chan tu a se Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Phất, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tông tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích lẫn Phạm Thiên, do lực Pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và ta hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phật Bà Tu Sa Phật Mạng Ga Lăng Ra Khanh Tu Sa Phật Đệ Hoa Ta Sa Phật Bụt Đá Ai Nu Pha Vê Nè Sa Đà Sô Thi Phật Hoành Tu Tê Phật Bà Tu Sa Phật Mạng Ga Lăng Ra Khanh Tu Sa Phật Đệ Hoa Ta Sa Mạ Thầm Mai Nu Pha Vê Nè Sa Đà Sô Thi Phật Hoành Tu Tê Phật Bà Tu Sa Phật Mạng Ga Lăng Ra Khanh Tu Sa Phật Đệ Hoa Ta Sa Phật Sang Ca Hai Nu Pha Vê Nè Sa Đà Sô Thi Phật Hoành Tu Tê Tất Cả Hạnh Phúc Hằng Có Đến Người Cầu xin mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sô a thát la thô sô vị tổ vô rô nô hôm buồn tà sa sa nê a rô vô sô vị tổ hôi sa ha sa bê nhà tí phê sa thát la tha sô vị tạo vô rô nô ha vô tà sa sa nê a rô ga sô vị tổ hôi sa ha sa bê nhà tí phê tê a thát la tha sô vị tạo vô rô nô ha vô tà sa sa nê a rô ga sô vị tổ hô tà sa ha sa bê hị nhà tí viên cầu mong cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo quyến cả thảy. Sa thú lành thay, và con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata bang ki yang mamaka yen wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sa pe fa gi fa wan tute ye tang ka tang su vi di tang din nang punya palang maya ye chata thana cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa pe lo kam ye sa ta chi wan ta ra he tu ka manun yang po cha nang sa pe la phang tu mama che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực cho tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vá ta mê bù nhàng à sa vá kha yô vá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hàng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngầm nơi tâm.
sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe dakhinaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe pacimaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe pacimaya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu aniha hontu dikhayuka hontu arogya hontu sampatti samvicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chani dukha vaya patta chani vaya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Phật Thầy á, con đã xong phần lễ bái tâm bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành tạo được do sự lễ bái tâm bảo, và xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên, ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cơ thể. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Không biết sư có mặt trước mấy ngày chưa. Nếu có, xin cho con một bàn tay tín hiệu. Con kính nhường mic lại cho sư. Để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thu sa thu huynh chân ngộ đã làm xong bổn phận của mình là lễ bái tâm bảo thọ trì quy giới. Mình chào thầy kinh vừa đến với pháp hội. Hôm nay buổi sinh hoạt của đạo tràng có một sự thay đổi. Tức là hôm qua thầy kinh bận công việc không đến với pháp hội được. Hôm nay thì thầy kinh đến. Vậy thì ngày hôm nay là ngày mà thầy kinh phải trừ cái nợ ngày hôm qua ha. Bởi vì hôm qua là ngày thứ sáu thì cái giờ của thầy kinh mà thầy kinh bận công việc không đến được, thì hôm nay thầy kinh đến phải trả nợ thôi. Sao mà mới mất kiến thấy ngầu quá ha. Rồi bây giờ quên chánh ngộ ơi, có thể thỉnh pháp sư được không? Huynh Chánh Ngộ, thỉnh pháp sư, thỉnh giảng sư, để hôm nay thầy kinh sẽ trình bày về vi diệu pháp. Rồi sa thú bàn tay của Huynh Chánh Ngộ. Nam mô Bụt Thầy á,
Nếu con xin đọc bài thỉnh giảng sư. Ramachaloka thipati sahampati kakatan chali antivarang ayachatha santi thasataparachakachatika dese tuthamang anukampimang pachang สัทธัมมะเฟริงวินยังจกายังสุตังจปันทังอภิธัมมะจัมมังอาโกตยันโตจตุสักจะดันดังปะโปทะเนเยปริสายามะเจ Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả, ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính nhường mic lại cho thầy Kiệt. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sàng Thầy Giá. Kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tổ Tăng Trong Room. Kính chào tất cả quý vị. Sorry, hôm qua chúng tôi bận công việc, không có vô học được, dạy học được. Có nhắn với Sư Nhật Quỳnh. Báo lại cho Sư Trí Đức biết qua tạm nghỉ hôm nay thế hôm qua ha. Rồi hôm qua chắc cũng mọi việc cũng ổn. Một lần nữa là tri ân sư đã đỡ dùm hôm qua cho room được sinh hoạt tốt đẹp, rất thành kính tri ân sư. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tụng Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasatthammakaruttamang Abhivadayapasissang Abhidhammattasanggaham. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Hiện. Rồi chương trình mình hôm nay là trước tiên đọc Bali trước ha. Rồi sau đó có một vài câu hỏi đố vui. Quý vị ôn bài luôn ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài học. Rồi xin mời MC Nhật Quỳnh, xin mời cô watch bài giùm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Kim Nhung, cháu giúp tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính đảnh lễ thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như mọi ngày, thì con xin đọc phần Bali ạ. Samut giá giá sang giá ha quý pha go. Những phân loại theo á phí thầm má.
Đoà sát ta thi quý thà vút ta vút thu thầm mà sa lắc khá nà tê sẵn đà ní giá thà vô găng bá quách khà mi sa mút cha dằn. 72 pháp, 1 tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sằng ga hồ, mitsaka sằng ga hồ, bồ thí bắt khí giá sằng ga hồ. Ba sằng ga hồ cha tí sa mút cha gia sằng ga hồ cha tấp bi thồ quỳ đi tấp bồ. Toát yếu các phân loại được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng a cu sa la sằng ga hề ta quá chắc ta rô a sa hòa ca ma sa hồ pha hòa sa hồ đích thà sa hồ a quýt cha sa hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong đoạn một. Con kính cảm ơn thầy, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Chattaro okakamo kho phavogo dithogo awichogo. Có 4 bộc lưu. 1. Dục bộc. 2. Hữu bộc. 3. Kiến bộc. 4. Vô minh bộc. Chattaro yogakama yogo phava yogo dithi yogo awicca yogo. Có 4 trói buộc. Tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chất tà rô gần thà a phi chà ca giá gần thô gia ba đô ca giá gần thô si lắp ba ta ba ra ma sô ca giá gần thô y đằng sách chà phi ni quê sô ca giá gần thô. Có 4 thắt chặt tứ phược. 1. Thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. 2. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. 3. Thắt chặt vào nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin rằng là chân lý, ngã kiến thân phược. Chắc tà rộ u bà đà nàng, cà mu bà đà nàng, đi thu bà đà nàng. Si lap ba tu ba đà nằng a ta hòa du ba đà nằng. Có 4 chấp thủ, tứ thủ. 1. Dục thủ. 2. Kiến thủ. 3. Giới cấm thủ. Và 4. Ngã chấp thủ. Cha ni wa ra na ni ka ma chan da ni wa ra nằng. Ya ba da ni wa ra nằng. Thi na mit tha ni wa ra nằng. Ut thách chát cúc cúc chân ni quá ra nặng quy chích kích chà ni quá ra nặng
Avijja Nivarana có 6 triền cái chướng ngại: 1. Tham dục cái, 2. Sân độc cái, 3. Hôn thủy cái, 4. Trạo hối cái, 5. Hoài nghi cái và 6. Vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ ạ. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ lễ quý cô tư nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Sát ta nu sa ya ka ma ra ga nu sa yo pa wa ra ga nu sa yo pa a nu sa a nu sa yo Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Xin chào quý chư tăng, quý cô tu nữ. Xin kính lễ thầy kinh. Xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Appa anidassa sangyo chana nika mara gassangyo chanang phawara gassangyo chanang tatika samyo chanang mana sangyo chanang dip thi sang yo cha nang si lap ba ta pa ra ma sa sang yo chang vi chi ki cha sang yo cha nang is sa sang yo cha nang mat cha vi ya sang yo cha nang a vi cha sang yo cha nang a phi tham ne. Theo ví dụ pháp a phi tham ma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác: 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Đá sát ký lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô viết thí quý chí kích trà thi năng út thách chẳng á hí lý cần á nốt tắp tầng. 10. Ô nhiễm. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa hòa bì su pa nét tha ca ma pha qua nạ mê na tắp bắp chú cà tăng hà a thiết tề tà si lắc bát tát tá la ma so y đằng sắp trà
siniwe so attawa dupa da nang cha tatha pawat tang dittigatame watavuchati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm, vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đọc xong, con kính tri ân thầy, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Bát Ngôi Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Đạo tràng đã cho mình từ bí âm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã đưa post bài học lên ạ. Samuchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma Dasatta Tivitha Vutta Vuttu Thamma Salakana Tề sằng đá ni giá thà vô gần báo quắc khà mi sa múc cha dần 72 pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 nít ban đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Misaka Sangaho, Bodhi Bhakkhiya Sangaho, Sappa Sangaho, Chati Samuchaya Sangaho, Chattuppido, Vedittappo, các tốt yếu các phân loại phải được hiểu có bốn. Tốt yếu những loại bất thiện pháp, tốt yếu những loại pháp hỗn hợp, tốt yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tốt yếu những pháp linh tinh. Cách thăng Akusala Sangahe Ta Vachattaro Asawa Kama Savo Phawa Savo Titha Savo Avicca Savo. Như thế nào? Để khởi đầu, trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc bài xong. Con kính tri ân thầy kinh. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Bây giờ niềm từ xin mời bàn tay của Tina. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tư nữ. Con kính chào thầy Kim và đạo tràng. Con xin phép được đọc đoạn 2. Chattaro Oka Kamoko Phawogo Tithogo Awichogo, có bốn bọc lưu: dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Chattaro Yoga Kama Yoga Phaka Yoga Tithi Yoga Awicca Yoga, có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Rogantha Gantho Ya Padu Kaya Gantho Si Lappat Tapa Ramasu Kaya Gantho Idang Satcha Phini Vesu Kaya Gantho, có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét;
sân độc thân phược và thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược, vốn thắt chặt vào quan kiến độc toán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro upadana ka mupadana dittu padana silappatu tupadana attawa tupadana. Có bốn chấp thủ, tứ thủ, dục một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Chani varana nika mat chan dani varana vijja va dani varana thì namintha ni varana uttat chakukuk chan ni varana vichikicha ni varana avijja ni varana. Có sáu thiền cái, chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thị cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân thầy và đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Giá cảm ơn kiều hữu chị Mạch Ta, xin thần mai thanh hoàng và giúp Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bánh chào con thanh về giao đạo tràng. Giờ con không thấy bàn tay vị nào nên con xin phép để đọc tiếp để rôm không bị trống vắng. Và con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và thanh hoàng và quan thanh chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh đọc trong trong ba. Nhật Quỳnh mời bàn tay quý vị mới vào ạ. Dạ con xin đọc bọn ba. À, mình chào Giang Nhật Hà. Sata nu ya ya ka mara ga nu sa yo phagara ga nu sa yo patika nu sa yo mana nu sa yo ditta nu sa yo vichikicca nu sa yo avicca nu sa yo. Có bảy tìm miên tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, hữu tiên. Ba, phận ức tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Đa sàng ngô cha nà ni ca ra ga sàng dơ cha năng ru ma ra ra ga sàng dơ cha năng a ru a ru ba ra ga sang yo cha năng ba ti ga sang yo cha năng ma na sang yo cha năng đích thi sang yo cha năng si lắp bát tát ma si lắp bát tát ba ra ma sa sang yo cha năng vi chi ki cha sang yo cha năng bồ tát cha sang yo cha năng avicca sẵn vô cha năng sốt tâm tê.
Theo kinh tạng, có người thần thúc triền dây trói buộc: một, ái dục triền; hai, ái sắc triền; ba, ái vô sắc triền; bốn, hận ức triền; năm, ngã mạn triền; sáu, tà kiến triền; bảy, giới cấm thủ triền; tám, hoài nghi triền; chín, phân biệt triền; và mười, vô minh triền. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đến đây là chấm dứt đoạn ba. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời vị nào có thể đưa bàn tay để đọc tiếp đoạn bốn. Dạ, Nhật Quỳnh kính tri ân thầy. Dạ, kính dạ, xa thú bàn tay hình hoàng. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào thầy tinh, con kính chào quý đạo hữu. Cho con xin bài để con đọc ạ. Aparamidassa sang sang yo chana chana nikamaraga sang yo chanang phaga phagwa raga sang yo chanang patiha sang yo chanang mana sang yo chanang ditthi sang yo chanang sila sila ba pa pa ra ma 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 sa sang yo chanang wi chi ti cha sang yo chanang isa sang yo cha nang ma chi ma chai ya sang yo cha nang awi cha sa sang yo cha nang afi tham me. Theo vi diệu pháp afi tham má có 10 thắng thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái duyên theo dục lạc; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và những nghi thức sai lầm; bảy, hoài nghi; tám, ganh tị; chín, san tham và hậu quả của tội lỗi. Cho em xin bài ạ. Alo, cho em xin bài ạ. Con xin đọc tiếp ạ. Da sa ki le sa lo pho do so mo ho ma no di thi vi vi chi ki cha thi năng ut tha chang at hi vi cang at no ta pang. Có 10 ô nhiễm phiền não: một, tham ái; hai, sân hận; ba, si mê; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, hoài nghi; bảy, hôn trầm; tám, phóng dật; chín, không hổ thẹn tội lỗi; và 10, không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa wa di su pa ni ta ta ma sa wa na na ta ba thut ca tan ha a phi a phi pe ta si la si la ba ta pa ra ma so i dam sắc cha phi ni we so a ta qua du pa đa năng cha ta tha pa qua tăng đi thi ta mê qua a phúc cha ti ba phúc cha ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái, dựa trên đó cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con kính sư và thầy quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic.
Là Nam Mô Bố Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sơn Kha Dạ. Là con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ Thầy Tinh, con kính lễ quý bà với cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Samuchaya Sangaha Vibhago. Những phân loại nào theo A Phi Tham Má? Đoà sát ta đa quy thà vút ta quát thu thầm mà sa lắc sa lắc sa lắc kha na tê sang đa ni ya tha dô găng ba quát khả mi mục sa mục cha giang. 72 pháp một tâm cộng với 52 tâm sở, 18 sắc thực tính, một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha sangaho mit Sakka sangha ho bo thi bát khi ra sangha ho Sapa Sapa sangha ho cha ti sa mục cha ya sangha ho cha tuk bi thô quê đi tát bồ. Tát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tát yếu những loại bất thiện pháp, tát yếu những loại bất pháp hỗn hợp, tát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tát yếu những pháp linh tinh. Cát thằng Akasula Sangahe Tawa Chattaro Asawa Kama Savo Phagwa Savo Dita Tha sa vô a quy cha sa vô. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu? Những loại pháp bất thiện có bốn: hoặc lậu, tham dục, dục lậu; hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn; hữu lậu, tà kiến, kiến lậu; và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con chúng mấy con xin và kính mời vị kế tiếp. Xuống ta. Nam Mô Bố Tha Giá và Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị mến chào cho Nguyễn Người Giao Đạo Tràng và kính mến chào Thích Chiêm và kính chào Thích Nancy, mến chào Hà và con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang vừa quang năm vào Đạo Tràng và kính mời bằng tay quý vị tiếp tục để đây ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Thiện Vũ và chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính mời quý vị ạ.
kính lễ, con hành kính đảnh lễ đại đức Pháp Ca, đại đức Tuệ Đức. Và không có ai cầm mít hết bạch sư, nên đại sư không có nghe, chứ không phải máy sư hư. Và kính lễ cùng tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Và vì nào có thể ôn bài thì xin đưa bàn tay lên để Nhật Quỳnh bớt bài à. Alo, alo, Châu Nguyễn mới vào, có cầm mít được không? Mời Châu Nguyễn nghe. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thàm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ các cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa cô Nhật Quỳnh, hồi nãy con vô mà sao con không nghe âm thanh gì hết, nó bị đá ra. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Chattaro okha kamukho phawukho dithukho awichukho. Có bốn bọc luôn: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro yoga kamayogo phawayogo dithiyogo awichayogo. Có bốn trói buộc: tứ kết, gồm dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gandha avijja kaya gandho dvabado kaya gandho silappata paramaso kaya gandho idang sacca viniveso kaya gandho. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và những nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanang Dithupadanang Silappatupadanang Attawadupadanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chani varau nani kamachadan. Dạ, con xin sám hối, con xin đọc lại. Chani varanani kamak chan dani waranang dua pa dani waranang thi nang thi na mithani waranang uthak chak kuk kucha kuchan ni waranang vichikicha ni waranang awicha ni waranang. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thủy cái; bốn, trạo hối cái, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ, thưa con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, dạ, cô có thể cầm mic không ạ? Cô có thể cầm mic thì Nhật Quỳnh kính mời cô cầm mic ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà cô, quý cô tu nữ. Kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài, bắt đầu đọc quận 3 hả cô Nhục Quỳnh? Satta nusaya kamaraga nusaya nusayo phavaraga nusayo patiga nusayo na mana nusayo ditha nusayo vichikicca nusayo avicca nus avicca nusayo. Có bảy tìm miên tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên, ái hữu tùy miên. Ba, phần uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tà miên. Sáu, hoài nghi tà miên. Và bảy, vô minh tà miên. Dasa sangyo chana nikamara gasangyo chanang rubara gasangyo chanang arubara gasangyo chanang patiga sangyo chanang mana sangyo chanang dittis sangyo chanang silap bat tapara mà sa sằng vô cha năng quý chí kiết cha sằng vô cha năng út thất cha sằng vô cha năng á quý cha sằng vô cha năng xuất tàn tề. Theo kinh Tạng có 10 thắng thúc truyền dây trói buộc. Một, ái dục truyền. Hai, ái sắc truyền. Ba, ái vô sắc truyền. Bốn, phẫn uất truyền. Năm, ngã mạn truyền. Sáu, tà kiến truyền. Bảy, giới cấm thủ truyền. Tám, hoài nghi truyền. Chín, phóng dật truyền. Và 10, vô minh truyền. Dạ, đã đọc bài xong, nhận xin xuống mic. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Xin mời vị tiếp theo. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ phúc hạnh. Nam mô Bụt Thầy giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Nguyễn. Chiếc lá mùa xuân có nghe được chưa? Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai. Chiếc lá mùa xuân nghe được chưa? Xích hạt chưa? Có vị nào đưa bạn trai xinh đẹp của mình lên không? Xích Nancy nữa, chạy ra lần nữa đi. Không nghe gì hết à. Dạ đạo tràng nghe rất là rõ, dạ Nhật Quỳnh cũng nghe rõ. Dạ Xích Thanh Si có nghe được không à? Dạ Xích Thanh Si có trả bài không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à? Dạ Quỳnh Giang Nhật Hà ở Mỹ mà cũng té lên rớt xuống hoài nãy giờ không có ngồi yên. Dạ vậy chắc không còn ai trả bài nữa rồi thầy ơi. Dạ, dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và dạ, kính thỉnh thầy kinh đăng đàn à để điều hợp chương trình học ngày hôm nay à. Chiếc lá mùa xuân nghe được chưa? Alo. Dạ vậy có ông mày không thì đưa bàn tay lên nha để ông ấy là thầy kinh lên khóa sổ đó.
Dạ con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ dạ để con xin đọc cái đoạn này. Abhara nidassam sang. Dạ con xin đọc đoạn 4. Abhara nidassam yo chana nika mara gassam yo chanang pawara gassam yo chanang patika sang yo chanang manasam manasam yo chanang dittisam sang yo chanang silabhatapparama sasang yo chanang vichikicca sang yo chanang issa sang yo chanang macchariya sang yo chanang avuccha sang yo chanang affithamme. Dạ theo vì dạ con đọc câu này, con đọc phần tiếng Việt luôn đúng không cô? Dạ theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác. Một là luyến ái duyên theo dục lạc. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. Ba, sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Là chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Là hoài nghi. 8. Là ganh tị. 9. Là sang tham. 10. Là vô minh. Đa sa kỳ lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô địch thí quy chí kích chà thi năng út thắc chằng a hi ri cằn a nốt tắp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không lo, không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa hòa đi su ba nét tha cà ma pha của nà mê na tắp bát thu cà tành hà á thiếp đề tà si lắp ba tá ba ra ma sô y đằng sách chà phi ni quê sô á ta hòa đu bà đà năng cha ta thà ba quách tằng đích thi gà ta mê qua ba vũ chát tí. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khả Giá. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni Trung Lâm, kính chào các vị. Chắc không còn ai đọc nữa ha. Chắc là rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đi vô một cái chương trình đố vui có thưởng. thưởng gì đây, không biết nè. Bị lộn ha. Dài bài đố dài câu đố vui ha, rồi sau đó chúng ta học. Ai làm MC đây, ai làm thư ký đây. Rồi, ok. Rồi, bây giờ câu đố vui số 1. Vô minh có bao nhiêu pháp? Vô minh có bao nhiêu pháp? Rồi, câu này mời cô Meta đi. Mời cô Meta lên trình bày vô minh có bao nhiêu pháp. Rồi, xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng với con cũng kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, quý bà, quý cô tu nữ, và dạ, con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, câu số 1 hỏi là vô minh có bao nhiêu pháp? Thì con xin trả lời là vô minh thì có 8 pháp. Pháp thứ nhất là không biết đến khổ. Pháp thứ hai không biết đến nguyên nhân sinh khổ. Pháp thứ ba không biết sự diệt khổ. Pháp thứ tư không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ. Pháp thứ năm là không biết quá khứ. Thứ sáu là không biết vị lai. Pháp thứ bảy là không biết quá khứ vị lai. Và pháp thứ tám là không biết lý duyên sinh. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin cảm ơn cho Thầy. Có chỗ nào sai sót thì xin Thầy bổ sung cho con. Sa thứ con ta ha. Chính xác ha. Phụ mình có 8 pháp như vậy ha. Rồi, cho 10 điểm. Quý vị tặng bông cho cô Mít ta. Cô Mít ta lớn tuổi nhất, học bài ngon lành ha. Câu số 2, những câu đố trong bài học không nha, những câu dễ ha. Câu số 2, vô minh được trừ diệt, vô minh được trừ diệt ở tầng thánh Tu Đà Quần hay Tư Đà Hàm? Vô minh được trừ diệt ở tầng thánh Tu Đà Quần hay Tư Đà Hàm? Đây. Mời cô Hồng Mai. Cô Hồng Mai đâu, giơ tay coi. Cái câu hỏi đâu rồi, hỏi cô inbox lên coi. Thư ký chạy đâu rồi ta? Ghi chắc té rồi, ai viết lên thế thì viết câu lên cho rõ ràng ha. Vô minh được trừ diệt ở tầng thánh Tu Đà Quần hay Tư Đà Hàm? Rồi, đúng rồi. Rồi, mời cô Hồng Mai lên giải thích câu này nha. Dạ, thưa Thầy, ở tầng thánh vô minh thì không chưa vượt ở tầng thánh Tu Đà Quần hay Tư Đà Hàm, bởi vì các vị thánh này chỉ diệt trừ được 5 phần kiết sử và coi như là giảm cái ái dục. Chỉ có bậc thánh A-la-hán thì mới diệt trừ hẳn vô minh, thì Tu Đà Quần với việc trừ được tư kiến, còn Tư Đà Hàm là về
năm hạ phần kiết sử thì con biết như vậy là có gì sai thì nhờ thầy chỉnh sửa giùm ạ. Rồi, xa thấu nhưng mà hơi lộn xộn chút xíu nha. Cô Nhung lên bổ túc lại cho nó rõ ràng lại chút xíu cho này coi. Mời cô Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa thầy, bạn Hồng Mai con nói đúng rồi, thưa thầy. Dạ, bậc thánh tu Đào Hờn thì chỉ diệt trừ được ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh Tư Đà Hàm thì là giảm nhẹ những kiết sử còn lại. Bậc thánh A Na Hàm thì diệt thêm dục ái và sân. Tới bậc thánh A La Hán thì diệt trừ được vô minh và những kiết sử còn lại là năm thượng phần kiết sử. Dạ, bạn Hồng Mai nói đúng rồi thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy. Ơi, xa thú à, vậy là hai người là bổ sung cho nhau không? Mười điểm cho hoa đi quý vị, tặng bông đi quý vị ơi. Xa thú học trò giỏi quá ha. Rồi câu số 3, có bao nhiêu tà kiến và được diệt trừ khi nào? Có bao nhiêu tà kiến và được diệt trừ khi nào? Có bao nhiêu tà kiến và được diệt trừ khi nào? Rồi, sẵn cô Nhật Quỳnh, cái boss mời cô Nhật Quỳnh lên làm luôn câu này luôn ha. Mời cô Nhật Quỳnh, dễ quá ha. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có bàn tay Thanh Hoàng và Thanh Hoàng ngang Nhật Quỳnh không có dám chắc là mình trả lời đúng đâu mà Thanh Hoàng ngang. Dạ, con bị bỏ bom ạ. Nhưng mà thôi, con cũng trả lời liền theo cái ý hiểu của con học thôi ạ. Nếu mà có sai thì con kính thầy sửa cho con ạ. Có ba loại tà kiến là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ạ. Ba loại tà kiến này được diệt trừ khi đến thánh Tu Đà Hoàng ạ. Nếu con có sai thì con mong thầy và quý đạo hữu sửa cho con. Con chỉ biết có vậy thôi ạ. Con xin xuống mic ạ. Chưa đúng. Cô Nhật Quỳnh có bổ sung không? Cô Nhật Quỳnh có lên bổ túc không? Alo. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, trước nhất cho Quỳnh xin sám hối với đạo tràng, sám hối thầy kinh nãy giờ Nhật Quỳnh. Có cái tin nhắn bên điện thoại nó lu bu cái đầu Nhật Quỳnh quá, Nhật Quỳnh cũng không nghe được Thanh Hoàng trả lời như thế nào. Dạ, nên Nhật Quỳnh không có trả lời được câu này ạ. Kính sám hối đạo tràng ạ. Rồi, sâu ha. Rồi, mời cho Nguyễn coi. Nguyễn trả lời mà câu này coi, dễ quá mà ha. Mời cho Nguyễn, giơ tay lên.
Rồi, Trong Nguyễn đâu rồi? Alo. Trốn nó mất rồi. Thôi giờ mời nó ra đây. Tina, mời Tina. Mời Tina đó là câu này đi. Tina đó rồi, giơ tay coi. Em ru luôn rồi. Alo, có nghe không quý vị? Quý vị có nghe không vậy? Alo. Có nghe hả? Rồi thì Tina đâu, chắc không biết không trả lời thì sao? Rồi thôi mời Thanh Hoàng luôn. Thanh Hoàng lên nói lại coi. Mời Thanh Hoàng trả lời câu số 3. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy thầy mời Thanh Hoàng mà Thanh Hoàng không có cầm mic. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Không biết có phải do máy Nhật Quỳnh hay không. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Bây giờ thì cho phép Nhật Quỳnh trả lời câu hỏi số 3. Dạ. Có bao nhiêu tà kiến và được diệt trừ khi nào? Dạ, có 62 tà kiến. Và khi nào đạt được đạo quả? Khi nào đạt được đạo quả? Tu Đạo Quần thì đã diệt trừ được tà kiến. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Như Quỳnh có sai, kính thầy và đạo tràng chỉ dạy cho ạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Xa thú, xa thú, chính xác, không biết, giỏi, không lên, không có vững chắc, phải tự tin. Rồi, xa thú 10 điểm, 10 điểm. 62 tà kiến, diệt trừ được ghi chứng đắc được Tu Đạo Quần. Diệt trừ được tà kiến không? Rồi, xa thú. Câu số 4. Người không biết Lý Dương Sinh. Người không biết Lý Dương Sinh là người còn vô minh. Phải. Người không biết Lý Dương Sinh là người còn vô minh. Vậy, người học, hiểu, biết Lý Duyên Sinh thì còn vô minh chăng? Vậy, người học, hiểu, biết Lý Duyên Sinh thì còn vô minh chăng? Rồi, còn số 4 này mời cô Nancy, mời cô Nancy lên phân giải đoạn này ha. Rồi, xin mời cô. Dạ, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức ở trong room.
con xin kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con trả lời cái câu hỏi này. Không biết lý duyên sinh là một trong những cái thuộc về vô minh. Học và hiểu lý duyên sinh không có nghĩa là đã không còn vô minh nữa, mà phải thực hành tu tập để cho không còn 10 cái kiết sử nữa. Và cái, một trong 10 cái kiết sử đó là diệt trừ, đoạn trừ vô minh. Thì lúc đó mới là hết vô minh ạ. Rồi, xa thứ, chính xác vậy ha. Người không biết lý duyên sinh thì là người còn vô minh, đúng rồi. Nhưng mà người mà học mà hiểu lý duyên sinh, giống như mình học, mình hiểu theo cái kiểu sách vở, học hiểu theo kiểu lý thuyết, thì vô minh không còn như thường, vẫn vậy được. Đến khi nào mình chứng đắc được tứ đạo tứ quả, mình diệt trừ được cái vô minh, thì lúc đó mới thật sự là mình là không còn vô minh. Cho nên học hiểu thì cũng vậy thôi, vô minh vẫn còn ha. Phải tu tập, phải hành, chứng đắc trí tuệ để diệt trừ được vô minh. Đó là cái câu số 4. Xa thứ, 10 điểm ha. Vì vậy do bông hoa lên cô Nancy quan hệ gì? Ủa, cho Nguyễn nghe vậy, alo, trở vô cho ra nói vậy, nghe chưa? Alo, 1, 2, 3, cho Nguyễn nghe không? Câu số 5, đối với Phạm Thiên Vô Sắc, không còn thấy sắc gì cả, như vậy đồng nghĩa vị ấy không còn kiến chấp thấy sai, phải chăng? Đọc lại ha. Đối với Phạm Thiên Vô Sắc không còn thấy sắc gì cả, như vậy đồng nghĩa vị ấy không còn kiến chấp thấy sai. Tức là kiến chấp là thấy sai đó, kiến chấp thấy sai đó. Rồi bây giờ có ai đây? Ai tình nguyện giơ tay đây? Ai tình nguyện giơ tay lên, coi câu dễ quá chừng ha. Cô Hà đi, cô Hà nè, gọi vô nãy giờ mày quên đó. Mời cô Hà coi. Hà có đó không? Alo. Rồi, mời cô Hà. Dạ, thưa thầy, con cũng đang lái xe để con trả lời cái câu hỏi này. Dạ, đối với một Phạm Thiên mà không còn sắc thì có còn thấy chấp sai không, thì vẫn còn thưa thầy, tại vì họ cũng còn vô minh, chưa có được đạt được cái chân thánh vô sanh, thành ra vô minh vẫn còn phải chấp. Dạ, đó là câu trả lời của con. Rồi, xa thứ,
Thì đối với Phạm Thiên vô sắc thì không còn thấy sắc, là vì vô sắc mà không có sắc tướng thì không có những cái sắc thần kinh thì không có thấy gì đó. Nhưng mà không phải vậy, mà coi như là người đó không còn kiến chấp. Chỉ khi nào những người đó, những vị đó là những bậc thánh và tu đồ quần trở lên mới không còn những kiến chấp sai lầm ha. Thì đó là cái câu số 5. Rồi câu cuối cùng, câu số 6. Tuần này cho mấy câu dễ dễ không ha, tuần sau cho không khó à. Câu số 6. Phạm Thiên vô sắc. Phạm Thiên vô sắc đồng nghĩa không có sáu môn, phải chăng? Đồng nghĩa không có sáu môn, phải chăng? Không có sáu môn. Rồi, câu này câu này đi coi. Ai tự nguyện lên đây? Cho Nguyễn còn nghe không? Cho Nguyễn nghe không? Không nghe luôn. Rồi, mời Thiên Vũ, hay quá, xả thử. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy Kim và kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, theo con được học theo thầy dạy đấy, thì con nghĩ là khi mà ở cái tầng Phạm Thiên vô sắc, người ta không còn sắc thì ngũ quan người ta không còn, người ta sẽ không có ngũ môn đấy, nhưng người ta vẫn còn ý môn. Nghĩa là người ta còn ý môn ạ, chứ không phải là hết hoàn toàn 6 môn. Dạ, con hiểu như vậy, con xin thầy giảng cho con ạ. Rồi, xà thú, xà thú, giỏi quá ta, 10 điểm, 10 điểm. Đúng vậy, Phạm Thiên vô sắc thì không còn có 5 môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhưng mà ý môn thì còn, tức là ý môn là tâm hồn kiếp, tức là vì đó sống bằng tâm ha. Thì như vậy còn một môn là ý môn, 5 môn kia không có. Rồi, rất là xà thú ha, tuyệt vời ha, Thiên Vũ trả lời của nó hay. Tưởng không trả lời được, hay quá, giỏi quá. Rồi, xa thứ. Rồi, giờ thư ký kia chạy lên chạy xuống, té lên té xuống hoài này, sao đây? Cô Nhật Quỳnh làm được phải không? Hay là Trung Kim Dung, cô Dung thế đi, cho cô Nhật Quỳnh nghỉ để mệt có. Cô Kim Dung thấy được không? Rồi, mời Kim Dung ha. Rồi, bây giờ mình học tới số 2 là mã lớn là tứ bọc. Tứ bọc. Chattaro Okha, tứ bọc. Chattaro Okha, tứ bọc. Rồi, xuống dòng, vì lấy cái chữ Okha xuống, Okha. Okha là dòng nước lũ, nước xoáy, bọc lưu, bạo lưu. Dòng nước lũ, nước xoáy, bọc lưu, bạo lưu. Rồi, ý nghĩa chữ ô khá này có nghĩa là dòng nước lũ. Rồi, dòng nước nó mạnh, nó xoáy, được gọi là bọc lưu hay là bạo lưu. Được gọi đó, cho nên được
dùng cái chữ, lấy cái chữ bọc vô là trong cái bài này là tứ bọc, và dòng nước lũ hay là nước xế. Thì trong kinh Tương Ưng Chư Thiên có câu về đọc được không quý vị? Alo, được không? Thấy ok, sợ lắm. Rồi, trong phẩm kinh phẩm Tương Ưng Chư Thiên có câu Đức Phật thuyết: Giá đa khoa hằng a u sô san tít tha mi ta đa su sam si đa mi ya đa khoa hằng a u sô a yu ha mi ta đa su bài bu ya mi. Này hiền giả, khi ta đứng lại thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Ê quăng kha hăng u sô áp bắt tí thăng á la du hăng ô khá má ta ri tí. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc luôn. Đó là cái câu mà trong kinh phẩm Chư Thiên hỏi vấn Đức Phật. Thì Đức Phật nói ý nghĩa của như vậy. Là đây nói về cái bọc luôn, và những cái dòng thác lũ, dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vương bọc ha. Thì nếu mà mình đứng lại thì bị những cái bọc lũ nó đè mình, nó chìm ha. Nhấn mình chìm xuống cái dòng thác đó. Nếu mình đi tới thì nó cuốn mình trôi dạt. Cho nên Đức Phật cũng nói do vậy ta không đứng lại, ta không bước tới thì ta vượt khỏi bọc lũ. Là Đức Phật là người đã vượt ra khỏi bọc lũ thì giải thoát, không còn bị những bọc lũ này nhấn chìm hay là trôi dạt theo bọc lũ. Đó là như vậy ha. Rồi xuống dòng bọc lưu có bốn. Bọc lưu có bốn. Cho cái chữ đậm lên cô. Để chỉnh cái này lại chút xíu. Rồi, bỏ xuống đàng hoàng ha, bỏ xuống theo số lại ha. Số 1 là dục bọc, ca mô khô. Số 2 là hữu bọc, phá vô khô. Số 3 là kiến bọc, ít thô khô. Số 4 là vô minh bọc, á quýt chô khô. Đó là bọc lưu có 4 pháp: dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Rồi, có câu Bali ha. Maha Udakhan Navo Tikho Phikkhave Chatun Ne Tăng O Kha Năng Athi Vachan Năng Ka Mo Khat Sa Pa Vo Khat Sa Ditho Gat Sa Avicho Gat Sa. Này các tỳ khu, vùng nước lớn là đồng nghĩa với bốn dòng nước xoáy ô khác: dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Đó là cái câu mà Đức Phật dạy thì là bốn bọc lưu đó, vậy tức là bốn cái dòng nước xoáy được gọi là bọc lưu: dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Có gì ghi kịp không vậy? Alo, ghi kịp không?
dòng số không thế nào hay kìa. Sao không kịp copy bỏ vô bài của mình chứ làm tài liệu chứ. À, ghi tay không vậy? Ghi tay Bali ghi sao cho kịp nữa. Rồi xuống dòng số 1. Dục bọc Camo khô. Dục bọc dục tập sự tham muốn hưởng thụ, sự tham muốn hưởng thụ ngũ dục sắc thinh hương vị xúc, sự tham muốn hưởng thụ ngũ dục sắc thinh hương vị xúc. À, tức là ý ta nói là dục bọc có nghĩa là cái sự tham muốn của mình để mà hưởng thụ được những cái ngũ dục đó, bị nước xoáy của ngũ dục ha, là sắc thinh hương vị xúc cuốn trôi mình trong cái đời sống, mình sống mình luôn luôn muốn thỏa mãn những cái thú vui này, muốn hưởng thụ được cái sắc thinh hương vị xúc này, cho nên nó được xếp vô được gọi là dục bọc. Rồi và trong cái bộ pháp tụ có câu Bali cho mình biết. Rồi, vô ca mê su ca mắt chăn đô ca má ra gô ca má nành đi ca má tân ha ca má si nê hô Kama Brilano, Kama Mucha, Kama Cho Sa Năng, Ayang Wuchatikam Okho. Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, tham luyến dục, vui thích dục, ái nhiễm dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây là dục bọc lưu. Tức là trong một cái tụ ta giải thích cho mình nhiều cái phương cách để mình hiểu được pháp nào là đối với dục, đó là có sự mong muốn, sự tham luyến, sự vui thích, sự ái nhiễm, sự luyến thương, sự nôn nóng trong dục, sự ham mê trong dục, sự quyến luyến dục, đây gọi là dục bọc lưu. Dễ không nổi hả? Chắc chúng phải cô Hoàng Dung copy là bài là gửi qua cho cô người ta coi lại. Cái này không phải tại này bị bơi, mình đưa những cái câu Bali để học đó, cho nó dẫn chứng cho mình thấy ha, cho nó thấy hơi dài chút. Thì như vậy dục bọc luôn là những cái pháp mà được gọi là có cái sự mong muốn về dục, tham muốn về những cái dục vọng, về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Mình có ái nhiễm, mình luyến thương trong dục, mình nôn nóng trong dục, mình hôn mê dục, mình quyến luyến dục. Cho nên được gọi là dục bọc luôn. Ok, rồi, tới đó là quý vị từ từ nghiên cứu lại ha, ghi lại ha. Thì mỗi học cái gì thứ nhất là dục bọc ha. Rồi, giờ từ từ chép đi, từ từ ghi lại để cho mình nắm được những cái ý nghĩa của cái chi pháp dục là như vậy ha. Định nghĩa nó như vậy. Cô Meta tới đâu rồi? Cô Meta nó mất rồi.
có gì nhờ cô Kim Dung hỗ trợ các bạn ha, copy bài xong gửi qua email cho các bạn coi lại ha. Rồi như vậy là dục bọc cho chúng ta biết là những ý nghĩa về cái sự mà mong muốn về dục ha, tham luyến, ái nhiễm, thương luyến, nôn nóng dục ha. Rồi xuống dầu chi pháp hai chấm. Chi pháp hai chấm. Tâm sở tham cộng 8 tâm tham. Tức là về dục bọc hay là dục lậu về tâm sở là nó chi pháp và tâm sở tham. Nó đồng sanh trong 8 tâm tham. Có mặt trong đầy đủ 8 tâm tham ha. Thì như vậy gọi là dục bọc chi pháp của nó là tâm sở tham cộng 8 tâm tham. Rồi 8 tâm tham, coi như 8 tâm 8 tham nhân cho 5 thì mình có được 40 pháp là tham do là dục bọc. 8 tham nhân cho 5 dục bằng 40. Rồi 40 mình mới nhân cho 2 mở ngoặc nội ngoại, nội phần ngoại phần đó, thì bằng là 80. Rồi 80 mình nhân cho 3 thời bằng 240. 80 nhân cho 3 thời quá khứ tại vị lai bằng 240. Thì vậy chi pháp chính của nó là tâm sở tham đồng sanh trong 8 tâm tham. Nếu tính theo là 5 dục là sắc thinh thân vị xúc, 8 tham nhân cho 5 dục thành ra 40. 40 nhân cho nội ngoại là 80. 80 nhân cho 3 thời thì mình có được 240 pháp thuộc về dục bọc. Đúng rồi, giống vậy đó. Thì nhưng mà nó nếu mà xét về ý nghĩa là về mà bộc lưu, về cái sự trôi dạt, về cái sự mà xoáy cuốn xoáy của cái dục thì được xét qua là thuộc về dục bọc. Thì dục cái cũng dục lậu cũng giống vậy ha. Nên có chi pháp nó giống vậy đó. Rồi số 2, hủ bọc. Pháp vô khô hủ bọc. Hủ bọc. Pháp vô khô ghi chữ ra luôn. Vô khô. Rồi, sự tham muốn, ái luyến, vui thích. Sự tham muốn ái luyến vui thích. Say đắm. Quyến luyến trong các sinh hữu. Vậy cái câu giải thích cái hữu dục bọc này, hữu bọc ha, tức là sự tham muốn ái luyến vui say đắm quyến luyến trong các sinh hữu, tức là ái luyến trong những cái cảnh mà sắc giới vô sắc giới đó.
Thì như vậy xuống dòng có 2. Có 2. Hai chấm hạ, hai có hai số dòng. Ái 16 cõi sắc giới và ái 4 cõi vô sắc giới. Ái 16 cõi sắc giới và ái 4 cõi vô sắc giới. Bốn cõi, ái 4 cõi vô sắc giới. 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Và đây nói về cái chi pháp, về cái sự luyến ái, về những cảnh thiền, những người chứng đắc thiền và ái luyến cảnh sắc giới hoặc là ái luyến cảnh vô sắc giới. Đó là hữu bọc, vẫn còn dính mắc vào trong cái cảnh giới. Được chưa? Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng ha. Hữu bọc lưu được trừ diệt ở A La Hán đạo, mở ngoặc năm thượng phần kiết sử, đóng ngoặc lại. Hữu bọc lưu được diệt trừ ở A La Hán đạo, năm thượng phần kiết sử. Mở ngoặc năm thượng phần kiết sử, đóng ngoặc lại. Tức là hữu bọc lưu được trừ diệt ở A La Hán đạo, mở ngoặc năm thượng phần kiết sử. Tức là ái sắc, ái vô sắc nó nằm trong năm thượng phần kiết sử. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật vô minh, năm thượng phần kiết sử đó. Thì hữu bọc lưu là ái sắc và ái vô sắc thì được trừ diệt ở A La Hán đạo. Ngay đắc A La Hán đạo là nó diệt trừ liền cái hữu bọc lưu liền ha. Rồi, đúng rồi. Dòng, cho cái bông rồi dòng tiếp. Dục bọc lưu được diệt trừ ở ba bậc thánh hữu học, mở ngoặc năm hạ phần kiết sử, đóng ngoặc. Dục bậc lưu được diệt trừ ở ba bậc thánh hữu học, mở ngoặc năm hạ phần kiết sử, đóng ngoặc lại. Tức là dục bậc lưu được diệt trừ ở những bậc thánh còn và hữu học, nó chưa phải là A La Hán nha. Diệt trừ được cái tham dục ở thuộc về năm hạ phần kiết sử đầu ha. Năm hạ phần kiết sử, ủa nghe sao chấm hỏi quá trời. Okay. Dục bậc lưu được diệt trừ ở bậc thánh đúng không? Nói chung là năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử là dục, là phản kiến và nghi giới cấm thủ, dục ái và sân. Thì trong ba bậc thánh là diệt từ từ, năm hạ phần kiết sử này tới bậc tam quả là diệt trừ luôn cái tập sở tham luôn. Tham dục là không còn nữa.
Được chưa? Tức là với cái dục bọc lưu này đó, chỉ được diệt trừ ở tới phần cái bậc thánh hữu học, ba bậc thánh hữu học đầu ha, là năm phần kiết sử, dục thân kiến và nghi giới thủ, dục ái và sân, thì dục bậc lưu được diệt trừ đó. Nhưng mà bước lên hữu bậc lưu thì mới tới a la hán đạo mới diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc, là lên tới a la hán đạo mới diệt trừ được ha. Cho nên phần nó cao hơn, vi tế hơn. Không nhận đọc nghe chậm mà sao nghe sao thấy quý vị cứ la đọc cho anh thấy đọc nhanh không vậy ta? Đọc chậm mình sợ chậm quá đó, thì đâm ra quý vị buồn ngủ buồn chán, nó chậm quá, hơi nhanh chút xíu, nhanh chút xíu thì là nhanh quá là sao đầu mò. Rồi ha, sao ha, rồi di pháp hai chấm tâm sở tham cộng bốn tham ly tà, sở tham cộng bốn tham ly tà. Rồi, ở đây chỉ pháp lấy tâm sở tham phối hợp với là bốn tham ly tà ha, bốn tham hợp tà thì nó nằm trên dục bậc lưu rồi ha, rồi xuống đây hữu bậc lưu thì không có, mình bỏ qua cái bốn cái đó ra, chỉ lấy bốn tham ly tà. Rồi có thư ký tài ba vô nãy giờ bị rồi xuống dòng bốn tham ly tà nhân cho 20 cõi. Bốn tham ly tà nhân cho 20 cõi sắc giới, vô sắc giới bằng 80. Rồi, đó. Thì như vậy hữu bọc lưu này á là chi pháp ta lấy là sự ái luyến trong những cảnh sắc giới, vô sắc giới, tức là những cảnh thiền về 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Và hữu bọc lưu này khi mà muốn diệt trừ được nó mà chỉ phải đạt lên, chúng ta phải đạt lên tới A-la-hán đạo thì mới diệt trừ được hữu bọc lưu, mới diệt trừ được ái sắc và ái vô sắc nằm trong năm phần sử. Còn dục bọc lưu thì diệt trừ được ở những bậc thánh hữu học với phần dưới, tức là năm phần kiết sử. Đó là cho nên cái hữu bậc lưu này nó khó diệt trừ hơn, nó lên tới mức độ cao hơn. Rồi về chi pháp thì tâm sở tham nó cũng là còn tham, nhưng mà tham thuộc về tham ly tà, nó vi tế hơn là cái kia ha. Rồi bốn cái tham ly tà này mình nhân cho 20 cõi, tức là 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Là chúng ta có 80 chỉ pháp về hữu bậc lưu. Được chưa? Alo. Rồi số 3 là kiến bọc. Kiến bọc. Thô khô kiến bọc. Dòng thác kiến chấp sai lầm. Dòng thác kiến chấp sai lầm cuốn trôi chúng sanh vào vòng sanh tử.
dòng thác kiến chấp sẽ làm cuốn trôi chúng sanh vào vòng sanh tử. Đó là định nghĩa về kiến bọc, tức là cái sự kiến chấp sai lầm của mình nó trở thành như dòng thác lũ cuốn trôi mình trong vòng sanh tử. Và khi chúng ta còn nặng nề về những cái kiến chấp sai lầm, về tà kiến, thì chúng ta vẫn còn bị lăn trôi trong vòng sanh tử, không thể nào giải thoát được. Cho nên cái tà kiến này nó trở thành là kiến bọc, tức là những dòng thác lũ cuốn trôi mình, trôi dạt hết kiếp này sang kiếp khác ha. Cho đến khi nào chúng ta diệt trừ được cái tà kiến này thì mới có cái hy vọng thoát khỏi vòng sanh tử. Rồi, có hai. Thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Tức là về kiến bọc này có hai cái kiến chấp. Thứ nhất là thường kiến, tức là những cái tri kiến lầm lạc mình cho rằng thế giới này là thường còn. Con người mình có cái linh hồn là thường còn bất biến ha. Khi mà chết rồi cái xuất hồn ra bay lên về cõi trời ha. Về quy tổ quy tông như là thượng đế ha. Đó là do mình tưởng tượng, mình bị tà kiến thủ, mình chấp sai lầm sai lầm. Nhưng mà thực sự nó không có. Không có cái sự thật là không có cái thường kiến này. Cho nên bị rơi vào trại dòng thác lũ của kiến bọc. Rồi đoạn kiến, tức là có những người ta không có tin, chúng ta có những cái kiến chấp sai lầm, ta cho rằng chết là hết, không có kiếp sau, kiếp tới vậy đó, chết là hết. Cho nên chính vì họ có những kiến chấp sai lầm này, họ bị cuốn trôi dạt theo cái tư của họ, và họ sống theo cái kiến chấp sai lầm. Họ làm những việc là bất cứ việc gì, bất chấp nhân quả, bởi vì họ không cho có kiếp sau thì không có nhân quả. Cho nên cái đoạn kiến này còn khủng khiếp hơn cái thường kiến nữa. Cho nên đó là cái hai cái dòng thác lũ, thường kiến và đoạn kiến cuốn trôi mình là trong dòng sanh tử luân hồi. Rồi xuống dòng, từ hai loại kiến chấp sanh ra 62 tà kiến. Từ hai loại kiến chấp này, thường kiến và đoạn kiến này, nó phát sinh ra tới 62 tà kiến. Chúng ta cũng đã lên học rồi ha. Quý vị nếu mà rảnh xuyên lật coi lại trong trường bộ kinh về 62 tà kiến, những cái quan kiến phát sinh như thế nào ha. Rồi, bắt đầu một người rời về room ha, ra đi ha. Rồi, xuống dòng chi pháp, 2 chấm. Tâm sở tà kiến cộng 4 tham hợp tà. Tâm sở tà kiến cộng 4 tham hợp tà. Rồi, như vậy chi pháp đó là chính là tâm sở tà kiến phối hợp đồng sanh trong 4 tâm tham hợp tà, là chi pháp của kiến bọc. Xuống dòng 4 tham hợp tà nhân 62 tà kiến thì mình bằng là 248. 4 tham hợp tà nhân 62 tà kiến mình cho ra 248. Cái số nó lên tới khủng khiếp ha, kiến bọc lên tới 248 loại. 4 tham hợp tà nhân 62 tà kiến và 248. Rồi, xuống dòng diệt trừ 2 chấm. Đắc sơ đạo. Đắc sơ đạo. Rồi, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết về kiến bọc, tức là chi pháp là tâm sở tà kiến, phối hợp trong 4 tâm tham hợp tà,
và nếu mà lấy cái bốn tham tà này mình nhân cho 62 tà kiến thì chúng ta có là 248 pháp. Và muốn diệt trừ được cái tà kiến này thì chúng ta phải tu tập, phải hành tứ niệm xứ để mà đạt đến chứng đắc được là sơ đạo, là cái đầu tiên trong cái tầng đạo, tầng thánh quả, đạo quả. Thì như vậy diệt trừ nó phải đắc được sơ đạo chứ không có nói chuyện gì hết. Là quy luật nó phải vậy, bởi đắc được sơ đạo chúng ta phải diệt trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì thân kiến như là giới cấm thủ là thuộc về tà kiến mới lên tới sơ đạo mới diệt trừ được. Còn dưới đó không có thiền cỡ nào cỡ ha, lắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ như vậy ha. Nhưng mà xả thiền cái là còn đầy đủ, không thiếu nào ha. Bốn tham hợp tà là còn đầy đủ. Chỉ cho đến khi nào chúng ta đắc được sơ đạo sơ quả thì chúng ta mới diệt trừ được cái thân kiến này, diệt trừ được cái thường kiến và cái đoạn kiến này. Đó là về kiến bọc. Rồi cái cuối cùng là vô minh bọc, số 4 là vô minh bọc. Vô minh bọc Awit Cho Kho, hãy có bê giấy hoặc là vô minh bọc. Sự không biết tứ thánh đế, sự không biết tứ thánh đế, không biết nhân, không biết quả, không biết nhân quả, và không biết lý tương sinh. Sự không biết tứ thánh đế, không biết nhân, không biết quả, không biết nhân quả, và không biết lý tương sinh. Thì đó gọi là vô minh bọc ha. Tức là vô minh bọc, người ta định nghĩa cho mình biết là cũng giống như những cái phần trên mình học ha. Thì sự không biết về tứ thánh đế, tức là khổ tập diệt đạo, không biết. Rồi không biết nhân, không biết quả, không biết cả hai. Rồi không biết về lý tương sinh, tức là thập nhị nhân duyên. Và không biết về lý tương sinh, tức là duyên khởi, duyên sinh đó. Không biết lý tương sinh. Rồi, có câu Bali ha. Ariyat sa phích ca về si lát sa ananubo tha hấp bát ti về tha e quang ý đằng đi khăn ách tha năng san tha quý tăng sang sa ri tăng ma mành chê quá tùm hà càn chắc. Này các tỳ khu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. Đó là Đức Phật dạy các tỳ khưu là vậy. Chính vì không có giác ngộ, chính vì chúng ta không chứng đạt được những cái tầng thánh, những cái thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời là phải trôi lăn trong biển sinh tử. Cho nên khi nào chúng ta còn vô minh là khi đó chúng ta còn trôi lăn trong biển sinh tử luôn thôi. Rồi xuống dòng chi pháp 2 chấm. Tập si trong 10 tâm bất thiện. Rồi chi pháp của cái vô minh bọc này là lấy luôn cả tất cả 12 tâm bất thiện ha. Tức là tâm sở si nó đồng sanh trong tất cả 12 tâm bất thiện.
đó là thuộc về gọi là vô minh bọc. Rồi 12 tâm bất thiện này mình mới nhân cho 8 bất tri pháp, tức là 8 pháp mà vô minh không biết được đó, là 12 bất thiện nhân cho 8 bất tri pháp bằng 9 16. Mười hai bất thiện nhân 8 bất tri pháp. Bất tri pháp học rồi ha, học mấy phần trên nó có rồi ha, là không biết khổ, không biết nguyên nhân sự khổ, nguyên nhân sinh khổ, không biết sự diệt khổ, không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ, tức là tứ diệu đế. Không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, không biết lý duyên sinh. Đó là 8 cái pháp mà vô minh, mình là 8 bất tri pháp. Thì như vậy 8 bất tri pháp là bằng 96, như vậy chi pháp chúng ta có được ta thấy là 96. Yeah. Rồi, xuống dòng vượt bọc lưu. Vượt bọc. Vượt bọc lưu. Phải thực hành 37 pháp Bồ Đề Phần. Thực hành 37 pháp Bồ Đề Phần. Rồi, như vậy muốn vượt khỏi cái bọc lưu này, chúng ta phải hành 37 pháp Bồ Đề Phần này thì mới thoát ra được cái bọc lưu này. Ai biết được 37 pháp Bồ Đề Phần này lên trình bày dùm các coi. Alo. Ai giơ tay coi. 37 pháp Bồ Đề Phần. 37 pháp giác ngộ. Tìm rượu cho người ta. Rồi, mời Thiên Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào Thầy Kim và kính chào quý đạo hữu. Sư Thầy, con xin đọc 37 phẩm Bồ Đề là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tức, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo ạ. Dạ con thuộc như vậy, con xin thầy sửa cho con ạ. Xà thấu, xà thấu. Dạ quý vị ghi ra dùm cái đó luôn nha. Ghi ra thư ký ghi ra 37 Phật Thừa Đạo luôn. 37 Bồ Đề Phần nè. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Là 37 phẩm trợ đạo. Là 37 gọi là 37 pháp của Đại Phần ha. Rồi như vậy muốn vượt bậc lưu mình phải đi vào cái con đường đạo lộ này chứ không thể nào đi ra ngoài được. Đi vào đạo lộ này thì mới có thể thành tựu được, mới vượt ra khỏi được bọc lưu, dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Rồi như vậy hôm nay chúng ta học đến đây là vừa phải lẽ ha. Tuần sau chúng ta đi tới số 3 là tứ kết, học tới tứ kết. Rồi do Phú Quý Báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm kết trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đường nhau cả thái. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Rồi mời cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thú lãnh, dạ sa thú lãnh tài, dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, dạ con xin sám hối với đạo tràng.
Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh, thành kính tri ân thầy kinh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để đạo tràng học hiểu và để hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh. Dạ, con không biết đại đức pháp trang có trước máy không bạch sư. Dạ, sư có trước máy không, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là đại đức pháp trang không có trước máy. Dạ, đại đức có trước máy không bạch sư. À, con thấy rồi, con xin sám hối với đại đức, đại đức. Dạ, con kính tri ân đại đức pháp trang. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ. Uất tam ang ghe na văn đề hằng ba đa phạm sung và ruột tam ang buột thầy vô ca li tâu đâu sâu buột thô cam ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát.